Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2022, kênh cập nhật giá sầu riêng tại các khu vực để bà con mình tham khảo. Thưa bà con, giá sầu riêng hôm nay được ghi nhận ở các nơi đều vẫn đang ổn định sau khi sụt giảm mạnh tại khu vực miền Tây vào ngày hôm qua. Giá hôm nay cụ thể như sau: tại khu vực miền Tây, mút sang kinh từ 260.000 đến 300.000 đồng. Sầu riêng chuồng bò từ 70 đến 73.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp từ 65 đến 70.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 60 đến 64.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 66 đến 71.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 60 đến 65.000 đồng. Tại các tỉnh miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 65 đến 75.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 59 đến 63.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 68 đến 75.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 60 đến 65.000 đồng. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên: ri sáo hàng đẹp từ 65 đến 70.000, ri sáo mua xô từ 59 đến 63.000, sầu riêng thái hàng đẹp từ 68 đến 75.000, sầu riêng thái mua xô từ 60 đến 65.000. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá thương lái mua tại vườn. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể là từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video, cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.